nước xiết quá mọi người ơi. Bây giờ mọi mọi chiếc tàu ra đang tranh nhau vô nha, thời gian có giới hạn. Dòng chảy còn xiết quá nè mọi người. Đây là một chiếc tàu bơm cát ha. Bị tuột nha mọi người. Đang bị tuột dốc. Xiết tới mức độ mà không qua nổi luôn, tưởng chừng đã qua rồi mà cuối cùng là bị tuột. Kinh khủng quá. Ở phía sau còn rất là nhiều nha, quá đông luôn. Lượng nước thì cũng còn xiết. Cái chiếc tuột dốc đó tạm thời là chắc chưa qua được quá mọi người. Bây giờ những chiếc khác sẽ tranh thủ. Thời gian không có chờ đợi ai hết nha. Đoạn đường này cũng là thử thách cho các tài công nha mọi người. Mấy anh chị các bạn sử dụng vật tư trên đường thủy thì mấy anh chị các bạn cũng hiểu ha, thông cảm cho họ nha.
tục tụ cống thôi mọi người. Dòng chảy quá xiết rồi. Xà lan mà động cơ mạnh cỡ nào mà còn qua không nổi nha mọi người. Chứng tỏ dòng chảy hẹp này nó rất là mạnh nha mọi người. Thật sự là mạnh kinh khủng thiệt. Mình không nghĩ là mấy chiếc xà lan lớn lại qua không nổi đâu. Ở phía sau còn rất nhiều nha. Rất nhiều xà lan đang chờ. Mọi người có thể nhìn thấy còn khá nhiều nha, đang chờ đợi để được qua nha mọi người. Trong khi đó dòng chảy thì nó lại không cho ai một cơ hội nào hết. Mịt mù luôn. Tốc lực có thể luôn nha.